Là một cô gái rất là xinh. Dạ, em cảm ơn ạ. Nhẹ nhàng. Và cảm giác anh cảm giác rất là gần gũi và thân thiện. Thì chắc cũng đó là một cô gái rất là tuyệt vời. Dạ, còn... nhận anh là một người khá là vui vẻ nè. Dạ, sẽ có một cái tình cảm dạ, dành cho bạn gái hoặc là người yêu thương của mình. Và là người biết chăm sóc cho gia đình và thương yêu. Như là chị đã chia sẻ, anh là một người sống khá là tình cảm. Thì em cũng lựa chọn và đặt muốn bạn trai của mình cũng là một người mẫu người như anh ạ. Xin mời nhà gái. Mời cô gái ngồi. Mời em trai. Mời đi em trai. Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào bạn nữ đặc biệt đang ngồi bên kia. Em là Hoàng Văn Cảnh, 32 tuổi, hiện tại là đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Cảnh? Dạ, em làm bên ngành khách sạn nhà hàng. Khách sạn nhưng em làm gì? Là em giám sát bên bộ phận buông phòng. À, giám sát quản lý này kìa ha. Dạ vâng. Rồi, cũng làm sếp luôn chứ bộ. Rồi, mời bạn gái của chúng ta. Mình tên là Trần Thị Ngọc Diệp. Năm nay mình 26 tuổi, hiện đang là giáo viên làm tổng phụ trách đội và giảng dạy bộ môn hóa của trường cấp 2. Quê của mình là ở xứ Dừa, Bến Tre. Diệp ở Bến Tre là ở huyện nào Diệp? Dạ, con ở huyện Ba Tri á chú. Huyện Ba Tri? Dạ. Mình nói cho nhà gái biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi nè. Dạ, trước tiên em nói khuyết điểm trước. Dạ, cảm xúc và không biết uống rượu. Vì... tốt rồi đó. Không, em nghĩ là hồi xưa thì tốt, nhưng mà giờ em nghĩ không có tốt lắm. Sao vậy? Nhiều khi mình phải giao tiếp, giao lưu thì biết một chút xíu thì sẽ thì tốt chút hơn. Chút xíu thôi, không sao đâu, người ta cũng hiểu mà, không vấn đề gì nữa. Điểm gì mà mạnh nhất nè? Em nghĩ là em làm việc quyết đoán. Quyết đoán? Vâng, và khi làm việc thì em rất là nghiêm túc trong công việc. Rồi, mời nhà gái. Dạ, điểm mạnh của em là thường đó là biết không? Lắng nghe, vui vẻ, hòa đồng. Còn về điểm yếu của em thì em có một xíu hơi là khó tính. Tại vì em hơi cầu toàn một xíu á chị. Có về sống theo nội tâm nên là thiên về cảm xúc á. Cứ sống theo cảm xúc của mọi người rồi không có thương cho bản thân của mình. Nên là cũng nhiều khi hơi thiệt thòi nhẹ. Dạ. Hơi thiệt thòi này chị hiểu mà. Dạ. Rồi, nhà gái bên đây cũng đơn giản lắm. Nhà giáo cho nên sẽ có những cái nguyên tắc của ngành giáo dục. Cho nên là đâm ra là có những lúc nó sẽ hơi khó một chút xíu. Không sao, bên đây tao thì làm giám sát tao còn có nguyên tắc khó hơn nữa đó. Cũng không sao đâu. Bây giờ em trai em muốn tìm một nửa không? Bây giờ mình nói đường tình duyên trước đi. Dạ vâng. Tình duyên làm sao nè? Thì tại lúc này thì em trải qua ba mối tình. Ba mối đó hả? Vâng. Mối dài nhất là bao lâu? 5 năm. Yêu lâu rồi mình chia tay vậy? Thì khoảng thời gian đó là thực tế là em làm việc ở bên Macau. Phần nữ kia cũng bảo em cũng là rất tuyệt vời. Nhưng mà vì khoảng thời gian đó thì chắc có lẽ là vì suy nghĩ của em chưa ổn định. Chưa ổn định. À thì cũng là một. Rồi bạn đó giờ còn ở Macau hả? Dạ, bạn đó đang ở Macau và hiện tại thì cũng đã có một người mới rồi. À, có người mới rồi, thôi bỏ qua luôn ha. Em ở Macau bao nhiêu năm? Em ở 7 năm. 7 năm ở Macau? Wow. Như vậy là có nhiều cái vốn sống lắm đây. Rồi, nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? Chia sẻ cho chị Lan biết coi. Dạ, em tính từ lúc đi học đại học đến bây giờ là trải qua được 4 mối tình rồi chị. Vậy mà nãy bên kia ta nói ta 3 mối tình mà bả làm gì đâu. Hôm nay thì em trải qua 3 mối tình. 3 mối đó hả? Vâng. À. Lúc mà học đại học ấy là em có quen một anh làm bên quân đội, nhưng mà chỉ kéo dài khoảng một năm rưỡi hơn thôi ạ. Dạ. Xong rồi anh cũng bị đi học quân y trên thành phố á. Dạ, nên hai tụi em kiểu như cũng hơi xa cách lúc đó. Em còn học đại học nên còn hơi nhát. Dạ, nên là chưa có chủ động gì đi tiến xa với anh được. Dạ, nó đã gãy gánh từ đó. Một cái mối tình kế tiếp của mình thì mình mong muốn người đàn ông đó sẽ như thế nào? Dạ, em muốn bạn trai em là phải cao 1m7 trở lên ha. Cao 1m7 chờ chị xíu. Chờ nhà trai. 1m7 rồi. Chào chị Ngọc Lan. 1m7 không? Em rớt rồi. Em rớt rồi. Xém thôi. Xém được.
Không sao, mình già vô. Dạ. Rồi, 7, 8 không thua gì. Bạn phải em thì không cần quá là đẹp trai, ưa nhìn là được. Dễ thương lắm. Dạ. Chị qua chị nhìn cái là chị thấy chị ưa liền. Dạ. Ta đi nước ngoài 7 năm. Tao không lấy vợ nước ngoài, tao về Việt Nam tao lấy là hay lắm rồi đó. Cái gì nữa? Dạ. À, với lại là tính cách thì phải có một xíu tâm lý. Nhiều khi em thì sống tình cảm nội tâm quá nên là nhiều khi cũng khó có chia sẻ á, nên là mong là bạn có thể có một chút gì đó tâm lý để em dễ mở lòng hơn. Chị nghĩ bạn này có 7 năm kinh nghiệm sống ở nước ngoài, sống với rất là nhiều người. Không, ý là sống với nhiều không, tức là cái môi trường mình được tiếp xúc với là nhiều người trong xã hội. Nhiều người chứ không phải sống với nhiều người. Nhiều người ở nhiều nước khác, nhiều khi ở đó người ta chưa sống dài hết. Mình ở chung với lại bạn rồi sao, tập thể sao. Nhạy cảm hơi khó hiểu. Thì tôi nói hơi khó hiểu chút thôi, nhưng mà tôi nghĩ ông hiểu mà. Không có người hiểu người không. Nhưng mà ông hiểu tôi là được rồi. Không phải để nhiều người hiểu. Thì tôi biết là nhiều người hiểu mà hiểu. Hiểu rồi. Hiểu là sao? Nhiều người hủy sao mày hiểu? Ai hủy ai? Được chưa? Làm cái gì mà nói khó hiểu. Bên kia là kinh nghiệm sống với lại kỹ năng sống là nhiều lắm. Cho nên là chị nghĩ là vấn đề tâm lý thì không quan trọng lắm đâu. Dạ. Tâm thì lý là mẫu là mệt lắm á. Về như là rượu bia thì mình hạn chế là được. Có gì về uống chúng em là được. Dạ, em cân hết cho. Đồ dữ lắm hả? Dạ, dạ không thì lâu lâu mình về mình tâm sự với nhau thì thời gian đó để mình ở nhà mình tâm sự với bạn gái của mình thì đừng có lấy thời gian đó mình đi với bạn bè. À, dạ. Tức là thích uống bia thì về uống với em. Dạ, mình chia sẻ ví dụ công việc có áp lực hay là ở bên ngoài thấy là buồn chuyện gì đó rồi về hai bạn cùng tâm sự chia sẻ. À. Dạ, mình thấy là sẽ gần gũi hơn với nhau. Dạ. Nhiều hơn. Bên đây có nhậu yên tâm đi. Bên đây rất là tâm lý luôn. Bởi người ta dù sao cũng có kinh nghiệm 8 năm yêu đương rồi nha. Bây giờ mình thích người phụ nữ thế nào? Thứ nhất, tụi em là đạo đức. Đạo đức? Chỉ cần một cô gái lương thiện để chung thủy như vậy là tụi em đủ. Vậy thôi đúng không? Đúng rồi. Quá đơn giản. Ai cũng chung thủy, vấn đề do người đối phương gọi là vô tình làm người ta không chung thủy thôi. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ hôm nay em đi với chị và em của em. Dạ chào chị. Chị ruột ha? Dạ chị ruột ạ. Để thấy chị dễ thương không? Dạ. Xin chào chị. Thấy chị nổi ghê không? Dạ xin chào MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan. Chào chị. Chào anh chị Vinh Bển và chào tất cả khán giả ở trường quay. Em tên là Trần Thị Kiều Diễm, là chị của Ngọc Diệp. Dạ hôm nay thì cũng rất là vui được cái tham gia cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, đi theo cổ vũ tinh thần cho em gái. Bây giờ chị thấy em rể tương lai này thấy được không? Chàng trai này thấy được không? Dạ, thì tính của Ngọc Diệp á, như là Ngọc Diệp đã nói về những cái tiêu chuẩn á, thì em thấy là cảm nhận là ở bên đây cái bạn nam này thì về cái cảm nhận đầu tiên của em thấy là bạn rất là vui vẻ, cái kỹ năng sống rất là tốt. Rồi về những cái yêu cầu của em gái em thì em thấy là bạn cũng có khả năng là đáp ứng được rất là tốt bạn. Thì có yêu cầu gì thêm không? Dạ cái đó thì em gái em hài lòng là được. Dạ. Ơi, dạ. Bà chị tuyệt vời. Cảm ơn chị. Nhà trai mình đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái và em rể của em. Thôi em gái em rể đó. Em gái thấy sao nè? Thấy chị dâu tương lai ngồi bển được không? Về Bến Tre ở được không? Trước tiên thì em xin chào MC Quỳnh Linh với MC Ngọc Lan ạ. Và gia đình bạn gái và toàn thể khán giả. Thì hôm nay cũng được rất vui là đi với anh trai. Thì với anh trai thì hôm nay thì chị bên này thì em thấy là rất là hợp gu với anh trai á. Tại vì anh ưa rất là thích một người nhẹ nhàng. Thì em thấy chị là rất là dễ thương, nhẹ nhàng. Và tính cách thì nếu mà hai người mà hợp lại với nhau thì rất là bù trừ với nhau, rất là hợp lý. Tại sao anh của em thì hơi tình cảm. Nhưng mà đặc biệt nếu mà chị quen anh thì anh rất là tuyệt vời. Tại vì anh rất là người rất là tâm lý. Anh rất là biết chiều bạn gái, rất là ga lăng. Tại vì anh là một người rất là thương gia đình. Với bố mẹ, ông bà, với em gái cũng vậy. Thì em nghĩ một người thương gia đình chắc chắn là thương bạn gái và thương vợ của mình. Nên em vẫn hy vọng là nếu được thì hai anh chị cho nhau một cơ hội đi tiếp. Cảm ơn. Cảm ơn em. Cảm ơn nhà trai, cảm ơn nhà gái luôn. Nhà trai, nhà gái hôm nay tuyệt vời quá. Bây giờ sao? Bây giờ mở rào thôi. 2, 3. Tấn công.
trai á? Dạ cho anh ạ. Wow. Dạ hôm nay thì em có món quà gửi đến anh ha. Dạ, trong đây là em tặng anh cuốn sách, và cuốn sách có tựa đề là Mọi nỗ lực và chờ đợi của bạn đều có ý nghĩa. Thật là trùng hợp anh cũng có cuốn sách cho em. Cuốn sách của anh là Tin bình yên trong gia đình. Sau này nếu mà có cơ hội chúng mình đi cùng nhau thì em sẽ là một người ở tốt. Dạ rồi. Anh cảm ơn rất nhiều. Dạ em cảm ơn ạ. Nói về cảm xúc đầu tiên của anh khi nhìn thấy em đi ha. Em là một cô gái rất là xinh. Dạ em cảm ơn ạ. Nhẹ nhàng. Dạ. Còn về anh thì anh thấy thế nào? À, dạ khá là vui vẻ nè. Như là chị đã chia sẻ, anh là một người sống khá là tình cảm. Thì em cũng lựa chọn và muốn bạn trai của mình cũng là một người mẫu người như anh. Cảm ơn. Dạ. Thì hôm nay đợi đây chương trình thì em cũng rất là vui. Gặp em là vui rồi, có duyên thôi. Cũng là duyên ha, là món quà mà chúng ta chọn đều là sách. Dạ. Nên là thấy sự đồng điệu giữa tâm hồn của em và anh. Hai bạn tính hẹn hò sao? Bạn thân anh thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi được, vì anh cũng không có vướng bận gì, cũng có thể về Bến Tre hay là bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. À, với công việc của anh thì một tuần thì mình có thể xuống gặp em được bao nhiêu lần? Hàng tuần thì anh cũng có một tuần anh được làm được nghỉ 2 ngày. Yeah. Ừ, nếu mà có cơ hội thì xin thêm 3 ngày thì anh cũng nghĩ là sẽ dễ dàng thôi. Yeah. Ừ, do phương tiện cũng rất là thuận lợi rồi. Sống ở Nghệ An nhưng mà chúng là lập nghiệp ở thành phố luôn hả anh? À đúng rồi, thì anh định hướng là anh sẽ ở miền Nam lập nghiệp. Thì hiện tại thì anh cũng đang làm quận 1. Thì nếu mà sắp tới mà có di chuyển thì cũng xung quanh ở miền Nam này thôi. Nhưng mà sau này thì anh sẽ về Sài Gòn chắc chắn. Là mình sẽ sinh sống và ở đây luôn. Chắc chắn rồi. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Về miền Bến Tre đi em, đẹp lắm. Em đã từng về đó. À từng về hả? Vâng. Vậy thì bữa nào về đi. Em muốn về luôn được không? Tiếng hỏi bên kia. Hỏi bên đây chứ đừng hỏi bên kia. Bên kia đâu có đi được. Về liền luôn à. Rồi em có thể mời anh về Bình Chén nhỉ? Dạ nếu được thì về cùng em ạ. Chị gái cho em cho phép em về không? Bây giờ á. Vâng. Vậy nào. Bạn gái á, thí dụ như bây giờ mình đặt ra trường hợp đi, rồi mình đến với nhau, thì bạn gái có lên thành phố Hồ Chí Minh với em hay không? Và lên thành phố Hồ Chí Minh em có đủ lo cho vợ, cho con này kia không? Em đã chuẩn bị gì rồi cho hôn nhân mình rồi? Nói cho bạn gái biết đi. Thì thực tế thì hoàn cảnh gia đình của anh thì cũng không có khá giả gì lắm. Thì từ nhỏ thì anh sống với ông bà nội, là bố mẹ gửi anh cho ông bà nội sống từ nhỏ tới năm 18 tuổi. Thì sau đó thì anh có làm việc ở Sài Gòn thời gian, anh qua Macau đó. Thì anh cũng có tích cóp được một phần nào đó, anh mua được một miếng đất nhỏ nhỏ. Còn về sự nghiệp thì anh đang nỗ lực, anh đang cố gắng hết mình. Chúc mừng em, có đất là có nhà. Mua nhà khó thì mua đất trước đi cho nó khỏe. Dạ. Giờ có vợ thôi xây nhà luôn, ổn chưa? Đó, dạ. Ta lập nghiệp ta tính trước rồi. Với cái công việc của bạn này chắc có lẽ là lương cũng khá đó chứ bây giờ ấy đâu nha. Bây giờ em có đồng ý lên thành phố Hồ Chí Minh hay không? Thí dụ như hai đứa tiến xa hơn hay là em phải bắt buộc về dưới? Dạ nếu mà tụi em có dự định tiến xa hơn nữa thì việc em lên thành phố là đó là điều dĩ nhiên rồi ạ. Đó. Ổn rồi ha. Còn chuyện còn lại của em tiến tới. Ấy tiến tới nói chuyện với cô gái đó, nắm tay cô gái nói. Thì nắm hai tay luôn. Hơi run run nhưng mà dạ lên nắm tay cho phép anh nắm tay em để cảm nhận được không? À dạ được. Hai tay, không phải bắt tay, nắm hai tay. Rồi hát cho cô ấy nghe bài đi rồi nói chuyện tiếp. À hát, ở thì nhân chương trình đấy thì em xin hát tặng bạn gái và tặng gặp lại quý vị khán giả với hát Người Tình Mùa Đông. Thì em hát cũng có hay lắm đâu, vì giọng nói còn khó nghe nữa, nhưng mà mọi người cố gắng nhé. Không nghĩ ai hát hay lắm nha. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mai vẫn hay đi về,
vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mưa em không đến. Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hát hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay. Hay. Trời ơi, hát vậy mà kêu hát không hay. Hay mà. Cô giáo ơi, mình đã hát lại một bài với nhà trai. À dạ, thì do em là giảng dạy bộ môn hóa học nên là em sẽ dùng về bộ môn hóa để gửi đến anh. Dạ, thì anh có biết anh và CH4 khác nhau chỗ nào không? Chắc anh cần em giúp đỡ. Dạ, CH4 thì người ta gọi là metan, còn anh thì neon. Đứng đây. Dạ. Hai đứa nhìn thẳng mắt nhau, em thấy người đối diện thế nào, em nói hết bằng cả cái tấm lòng của mình đi. Lúc đầu cái dự định của em là không có quen bạn xa. Dạ. Nhưng mà khi mà thấy anh chia sẻ là có thể sắp xếp được công việc xuống thăm em thường xuyên, đặc biệt là biết lo lắng về chăm sóc gia đình, thì em cảm nhận thì mình cũng nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau ạ. Như mọi người đều biết thì em cũng là một cô gái rất là tình cảm tuyệt vời. Thì sau chương trình này thì hy vọng anh sẽ gặp em thường xuyên ha. À, dạ. Mời hai bạn về chỗ. Các bạn đã nói tất cả những gì mà cậu suy nghĩ rồi. Bây giờ mình phải quyết định thôi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta bấm ngay cái nút đó nếu chúng ta thấy thích. Còn nếu chúng ta thấy không thích, không cần bấm. Chị nghĩ là với những chia sẻ vừa rồi của hai bạn thì chắc hai bạn không cần phải suy nghĩ nữa đâu ha. Nên chị đếm sẽ rất nhanh thôi. 1, 2, 3. Hết thời gian. Em không bấm. Ba. Trời đất. Cái gì vậy? Khó hiểu quá vậy. Tại sao vậy em trai? Trực tiên thì anh cảm ơn em đã đến đây. Sau đó thì anh cũng rất xin lỗi tại em. Sau chương trình này thì anh vẫn muốn chúng ta có thể liên lạc với nhau, có thời gian tìm hiểu gì đó. Nhưng mà thì với cái chuyện tình cảm nó cả đời, nên cho anh chút thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu kỹ hơn. Thì mình có thể liên lạc với nhau, chứ nên có thể trò chuyện. Em không bấm nút và lấy gì người ta cho em thời gian để mà tìm hiểu người ta? Thì có thể bắt đầu từ một tình bạn trước. Tôi là đàn ông, tôi còn chưa hiểu đàn ông nữa. Bấm nút, nếu mà em không thể mà mang cho bạn bạn hạnh phúc cả đời thì thực ra là em làm dáng dở bạn, thì mong em hiểu. Không, nhưng mà chỉ có mấy phút giây ngắn ngủi ở trên sân khấu thôi, thì làm sao biết được là sẽ mang hạnh phúc đến cho nhau đến cả đời. Chàng trai suy nghĩ là đúng, chàng trai không bấm nút bởi vì chắc không đem hạnh phúc lại cho bạn gái là suy nghĩ đúng. Nhưng con cái là hồi nãy bạn cứ bật đèn xanh rồi tới lui rồi người ta tưởng. Bạn nói quá trời nói luôn. Cô gái tưởng thiệt, tưởng đâu là bạn sẽ bấm, nhưng cuối cùng em quay xe đó. Đôi khi mình không thương người ta, mình đừng có để ta thương làm người ta tổn thương. Thôi, chuyện nó dĩ lỡ rồi. Xin chị người ta lum la. Chuyện dĩ lỡ rồi. Thì bây giờ cái cảm xúc em cũng thực ra là chưa toàn vẹn lắm. Thì bây giờ nếu mà em cứ bấm thì thực ra là em cảm thấy có lỗi về bạn. Đúng. Rồi em thôi chị cho em một lời khuyên nè. Ví dụ sau này em đến với một cái mối tình nào, hoặc là em muốn tìm hiểu một cô gái nào đó, em cảm thấy là chắc chắn là em muốn tìm hiểu người ta, thì em hãy nói với người ta rằng là ừ anh muốn tìm hiểu em. Chứ còn nếu mà em chưa muốn, em chưa sẵn sàng về việc đó thì em cũng không nên không nên nói với người ta quá nhiều. Vậy thôi nha. Mình bật đèn đỏ luôn. Đúng. Mình nói là thôi anh cảm thấy người ta đi cái mình bật đèn đỏ bất ngờ người ta té tội nghiệp người ta vậy. Không thôi. Em phạt chết em ơi. Thôi bây giờ thì các bạn nhận quà của chương trình nha.
Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba gửi tặng mỗi bạn một bếp từ IC20S2, mặt kính hơi gần đất, cao cấp, có khả năng chịu lực 150kg và chịu nhiệt đến 600 độ. Điều khiển cảm ứng trực tiếp, mâm nhiệt kép, tăng hiệu quả làm nóng lên gấp đôi. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speak Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Đã rất là nhiều người inbox cho chị xin info của em. Nói chung là mình còn trẻ mà, không sao cả, không vấn đề gì hết. Chúc hai bạn sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình. Rồi. Mời hai bạn. Đi đường này nè cưng. Qua đây, đi luôn. Ây. Người ta gọi là một sự quay xe bất ngờ. Ông này không chạy xe ngoài đường, tôi kêu mang bắt. Là, đứng dậy. Tôi báo mang bắt chạy xe của này là không được. Có đôi khi bạn ấy... Thắng gấp mà quay xe của này là xe đừng gây tai nạn. Thôi. Nhưng thật ra bạn ấy suy nghĩ đúng. Tôi không thể đem hạnh phúc cho bạn thì tôi không bấm thôi. Nhưng tôi không đồng ý cái diễn biến trước đó. Đúng rồi, cái diễn biến trước tôi đó. Tôi nóng tính. Ngồi sai sai chút xíu thôi. Tôi đứng ở trên đây là để tôi bảo vệ người phụ nữ. Đại diện nhà trai xin lỗi nhà gái. Rồi, để coi cái số sau này là nhà trai có chuộc lỗi được hay không. Tôi lỡ quay xe rồi thôi, làm như vậy. Mời khán giả tới với cặp đôi số 2 đi. Vậy đi, cặp đôi thứ hai bắt đầu. Mời nhà trai. Mời nhà gái. Rồi mời anh giới thiệu về mình đi anh. Tôi tên Lâm Đức Nhỏ, tên thường gọi là Đức. Năm nay 50 tuổi, sinh sống và làm việc tại Bình Chánh, Hồ Chí Minh. Làm nhân viên thủy sản, đóng thực phẩm, đóng gói. À đóng mực rồi cá này kia đúng không anh? Đúng rồi. Rồi, mời nhà gái. Xin kính chào anh Quyền Linh, thân mến, đang dễ thương. Dạ. Quý vị khán giả. Mình tên là Lê Ngọc Diễm, 52 tuổi. Công việc của mình thì hiện là buôn bán tại nhà. Là mình đang ở đâu ạ? Mình đang ở là ấp 1 của xã Xuân Thế Thượng, huyện Hóc Môn. Ủa, bên đó mình sinh năm mấy vậy? Năm 70. 70? 9-70 vậy. Anh là anh sinh năm mấy? 72. À, 72. Bên kia là lớn bên đây 2 tuổi, mình có thấy sao không anh? Không thấy vấn đề gì. Không vấn đề gì đúng không? Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. À, dạ, dạ. Cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi, đứng đây cho nó nghe rõ. Thì vui vẻ, hòa đồng, thẳng tính, thích giúp đỡ cho những người khó khăn. Hay quá. Còn nhược điểm thì hơi nóng tính. Nóng nhất mình làm gì? Nóng quá thì im tin nè. Còn giống như đang nóng mà nói gì được thì cứ nói. Cái mình cũng nói to là sao thế này thế kia để cái gì đó. Nhưng mà cái đối phương mà cứ nói nhiều quá thì mình cứ im luôn. Nếu vậy cũng còn kiềm chế được. Đúng rồi, vậy là chỉ kiềm chế. Nhưng mà im luôn thì một lát sẽ nói rằng là dù như mai mốt là đừng có như vậy nữa. Khi mà tôi im thì bạn đừng nói nữa hay là anh đừng nói nữa. Nói sao nó có thêm chuyện á. Còn mình ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của tôi là vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, không biết thuốc, không biết uống rượu. Khuyết điểm gì có làm việc hơi chậm thôi, chứ ăn cơm hơi chậm. Ăn cơm chậm à? Ăn cơm bao lâu? 25-30 phút vậy. Nhai kỹ. Nhai kỹ thôi. Nhai kỹ, ngon lâu. Chị Diễm, chị bao nhiêu mối tình rồi? Thì nói chung là mối tình thì không có đâu, nhưng mà có đổ vỡ hôn nhân. Có một bé trai, 28 tuổi. Hả? 28 tuổi hả? Trời ơi, con lớn dữ ta. Chào anh. Chào em sư chị Ngọc Lan. Em xin phép em qua nhà em trò chuyện với anh. Thiền khô à, nguội tính nữa. Nguội gì lắm anh? Mấy giờ làm chung la lớn mình hơi mình nhịn rồi, không có cãi lại. Vậy là khỏe, bên kia la thoải mái. Bên kia cũng la nữa, giận bực lên thì nói lớn tiếng thôi. Thoải mái. Bên đây nhỏ nhẹ vậy hoài đó. Anh, mình bao nhiêu mối tình rồi? Có một mối tình ly hôn rồi. Dạ, vậy là cũng giống chị em ha. Có một cháu gái 19 tuổi, con gái theo mẹ luôn. Anh có hay gặp con không? Không có gặp nữa, chỉ có điện thoại thôi. Bao lâu rồi chưa gặp con anh? 2 năm mấy rồi. Sao không gặp nó? Dạ? Ở xa quá hay sao anh? Mẹ không cho gặp.
như nói ở Bình Dương gì đó mà mình cũng không biết địa chỉ luôn. Mất liên lạc từ xưa giờ luôn hay là chỉ mới mất đây thôi? Thì từ mà ly hôn nó bắt đầu mất liên lạc luôn, chặn cuộc gọi luôn, không có cho gọi luôn. Anh ly hôn lâu chưa? 2 năm rưỡi. Nói chung là anh chị là đã lỡ một chuyến đò rồi. Dạ. Bây giờ mình đến đây để có thể nếu mà tìm được người bạn tri kỷ tri âm cùng nhau gọi là xây đắp một tổ ấm á. Dạ. Thì chắc chắn anh chị đã trải qua những cái đồ vỡ hôn nhân, anh chị sẽ vững vàng hơn. Dạ. Hiểu hơn ha. Dạ. Rồi hy sinh với nhau nhiều hơn. Mong muốn anh có một người bạn gái nó như thế nào? Vui vẻ, hòa đồng. Vui, bên kia vui. Chị dễ thương lắm. Chỉ lúc nóng lên không vui thôi. Chứ thật lòng. Đừng biết uống rượu nhiều quá. Thôi ơi. Đây đâu biết uống rượu đúng không? Liên lon gì đó thì chơi với bạn bè thì vậy thôi, vui thôi mà, được. Ngoại hình thì cao 1m6 trở lên, 50-60kg cũng được. Anh thì anh miêu tả những cái chi tiết chị là hơi bị ổn rồi đó. Bây giờ vấn đề là mình muốn cái người đàn ông cùng mình đi suốt cuộc đời nè, như thế nào? Thì muốn anh ấy là giống như vui vẻ, hòa đồng, biết yêu thương gia đình. Một chút cầu tiến nho nhỏ theo cái tuổi của mình á, cái bờ vai phải vững để cho mình chia sẻ. Anh này thì nãy giờ Linh thấy anh hiền, thật thà, làm việc hơi chậm chút, em có nói. Nói chuyện cũng hơi chậm. Chắc cũng không đổ đâu, vừa cũng chắc đó. Anh đang ở với ai? Sống một mình, thuê trọ. À, nhà trọ hả? Mình có nhà dưới quê không? Có, nhà của bà già, má. Ví dụ như bên đây muốn về nhà, bên đây ở được không? Ở thì được, tại vì nhà mình có tới 2-3 căn. Trời ơi, ngon lành. Ê, nhà tôi có 2-3 căn nữa nha. Nhà trai cẩn thận. À, bên đó nhà tôi. À, quên lộn nhà rồi. Về nhà bà đi bà. Dạ, thấy sang bắt quà làm họ cũng hơi kỳ. Tôi nghe nhà 2-3 căn cái tôi ban qua. Đó, thấy không? Nhà cửa thì cũng có duyên số rồi. Trời đã định đâu rồi, người có nhà, người có nhà. Người có số điền chủ à. Đúng rồi, quan trọng là mình cố gắng nỗ lực trong cuộc sống được rồi ha. Chị đi với ai vậy? Hôm nay đi con mình, con trai đi công tác. Có Ngọc Lan, chị an tâm. Anh trai đi với ai? Đi với em họ. Em xin chào MC Huyền Linh và MC Ngọc Lan. Đức hiền quá hả? Dạ, anh hiền không? Không có biết đường đi nữa cho nên là nhờ em dẫn đi á. Trời ơi. Anh cứ đi làm không à, anh không có uống cà phê hay là quen với một cái người nào ở ngoài hết trơn á. Lúc trước á thì ảnh lên đây sống với vợ, rồi sau đó vợ ảnh mới dắt con đi, rồi ảnh sống rồi thủi một mình ở Bình Chánh thôi. Ảnh có chuyển tiền mỗi tháng á thì nói chuyện qua Zalo thôi, hỏi ảnh có thấy con không, nói thấy mặt thôi chứ anh không biết con anh ốm hay là mập nữa. Rồi vợ thì chặn cuộc gọi, không có nói chuyện, ảnh hiền lắm. Rồi, chắc rồi. Là chị là người đăng ký cho ảnh tham gia chương trình hả? Đúng rồi, đăng ký cho ảnh không có biết đâu. Thật ra hiền là cũng tốt rồi, nhưng mà mình cố gắng mình mạnh mẽ lên nữa, mình giao tiếp nhiều hơn nữa để cho người phụ nữ đó là họ có thể yên tâm về mình đó. Đúng, người vợ thì thích lãng mạn lắm, mình thì không có đáp ứng được. Phụ nữ cũng thích lãng mạn lắm, mình cố gắng lên xíu, gọi là mạnh mẽ hơn chút xíu nữa. Hồi nãy chị mới nói rồi, anh muốn lãng mạn phải mạnh mẽ lên mới lãng mạn được. Chị nhưng mới mà, nói xong. Nhưng mà theo Linh á, là chị gái bên kia à, về chủ động hết đi. Ngoài người vợ đó, người thầy về tình yêu hay gì đó chẳng hạn. Tại vì không ai chỉ đến thôi. Chứ giờ vợ chỉ là phải làm theo không anh? Đúng ha. Bây giờ mình nói như vậy để cảm nhận thôi, bây giờ mình mở rào. Đúng rồi. Để cho hai người trò chuyện thẳng với nhau đi. Mở rào. Mời anh. Anh chào em, anh có món quà tặng em. Em chào anh, em cũng có món quà. Hát bài tặng liền, hát bài tặng liền. Bây giờ nói không được, hát bài trước đi. Đứng nó hát cho chị nghe luôn, đứng sát bên đó. Giờ xin hát bài 60 năm cuộc đời. Mời em nhảy chung được không? Đứng lên luôn đó. Bắt đầu tình yêu vô rồi đó, mạnh mẽ rồi đó. Em đứng em nghe được rồi. Em ơi có bao nhiêu? Vô. 60 năm cuộc đời. Vô. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau phào dương xa vời vời, 20 cưới là bao. Ơi là thế, đời sống không là bao. Ơi là bao, đời không lâu là thế. Ơi được bao năm sống mà yêu nhau. Em ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời. Khi xa anh rồi em biết yêu thương ai. Yo.
nên khi yêu ai thì yêu cho tròn lời, em ơi cưới là bao. Yeah. Rung không, rung không? Dễ thương quá. Rung không, rung không? Thấy rung. Dễ thương lắm á. Chị thấy sao chị? Có hài hòa vui vẻ. Yeah. Nhưng mà không biết thì cái sự mạnh mẽ của anh nó được bao nhiêu. Thiếu, thiếu nhiều lắm. Anh thấy em cũng thấy cũng hiền, cũng dễ thương. Em không có hiền đâu nha. Mà sao anh nói là anh hiền quá, anh hiền mà sao mà chị lại không muốn sống chung với anh là sao vậy? Như lo làm không á, vợ mình thích lãng mạn mình không đáp ứng được. Cũng như hay đi ăn uống này kia vậy đó. Anh đi làm chiều anh cũng về mà. Làm về mệt anh làm mí đi đâu lắm. Thích ở trong nhà nhiều hơn. Thì sau này anh thí dụ gặp người mới anh rút kinh nghiệm lại. Đúng rồi, câu này hay nè. Nãy giờ anh chờ có một câu nhỏ nhỏ đó thôi. Đúng rồi, chờ câu này thôi đó. Giờ mới hiểu ra đúng không? Hôm nay mình tặng cho chị gái gì vậy? Chai dầu thơm. Lần đầu tiên tặng quà cho một người khác đó đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, thấy chưa? Em thấy anh mặc áo sơ mi nó cũng hợp á. Em tặng cho anh cái cà lạc vát thôi để em xin phép được. Nhưng mà cái này em cũng không biết thắt nha. Em chỉ hoàng cho anh để cho anh cảm nhận rằng là Diễm sẽ có tặng cho anh một cái món quà để gọi là trên vai anh đó là luôn luôn có một người bạn gái. Đó là em đi. Trời ơi. Khi người ta phụ nữ ta lãng mạn chưa? Thì có để yêu thương. Đúng rồi. Trời ơi cũng được rồi. Cũng hợp với cái áo này chứ. Đẹp quá. Rồi các bạn ơi. Mỗi lần là mỗi cái dầu thơm. Em mở cho dầu thơm. Anh mở cho dầu thơm nha mà. Anh mở cho dầu thơm nha. Thử em thích thích mùi này không? Nhẹ nhàng mở cho dầu thơm. Xịt nhẹ nhàng hỏi cái hương này nó có hợp với em không? Nhẹ nhàng à. Cái nào giống ra, giống áo luôn đó, biết xịt không? Từ từ, có chuyện xịt. Từ xịt đâu đâu? Xịt đâu vô dai vậy? Hả? Xịt vô đâu? Nè nè, dán tóc lên, dán tóc lên đây nè. Em nghe mùi. Dán cái tóc nhẹ nhàng, xịt vô cổ nhẹ nhàng vô. Đúng rồi, nhẹ thôi. Rồi. Nhẹ nhàng thôi. Xịt mà ông rãi như vậy. Chưa lần nào đúng không? Chưa. Đó, nó là như vậy nha. Đây lần đầu tiên. Và có nhiều lần nữa. Ví dụ như qua hẹn đi chơi nói em đừng có xịt dầu thơm để anh xịt cho. Cái đầu dán tóc nhẹ nhàng xịt nhẹ nhàng lên giống như nãy vậy đó. Được ha? Ừ. Cái hiền thì ai cũng chuộng. Nhưng mà mình hiền với cái mức độ của người đàn ông thôi chứ không phải là quá hiền. Và thí dụ như gặp một người nào đó, người ta gây gổ với vợ anh thì anh làm gì? Ví dụ đánh vợ thì mình phải ra tay chứ. Chưa lần nào đúng không? Chưa. Đó nó là như vậy nha. Đây là lần đầu tiên. Cái đó mình cũng chưa biết. Cách để cho đi luôn quá. Mình có cách để cho người ta dẫn đi luôn quá. Mình phải điều tra hỏi lại kỹ càng mới được. Hỏi gì rõ ràng là có một người là trong xóm mà đang tấn công. Bởi vì anh vậy đó thành ra hả? Chị giận anh chị đi là phải rồi. Ít ra anh phải giờ anh không biết đúng sai mà anh thấy có ai dê thì anh phải nói lên, anh phải lên tiếng liền mới được chứ. Thôi bây giờ anh hiền quá. Thì cái này mà về mình chủ động hết đi. Thật ra anh sẽ làm được hết á. Vấn đề là chưa có ai chia sẻ với anh thôi. Hồi nãy là anh đã hát tặng cho chị một bài hát rồi. Bây giờ chị có bài hát nào chị tặng lại cho anh không? Mình hát trong một đoạn đầu của bài Chim Trắng Mồ Côi thôi. Tình anh như nửa con sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, anh cánh cò em chim sáo mồ côi. Phù sa dung đắp chia đôi bờ, anh bên bồi em bên lỡ chờ mong. Anh ta cũng hay rồi. Hai anh chị ai hát cũng hay, rất là hợp với nhau trong cái khâu văn nghệ. Cái mà em muốn hỏi anh thì ví dụ như em thấy anh quá hiền thì anh có thể thay đổi là anh mạnh mẽ thêm một chút để em tin tưởng rằng là bên em có một cái bờ vai của người đàn ông để mà em có thể dựa cùng cái bờ vai đó để chia sẻ cho cái khoảng đời còn lại của em. Được không? Được. Anh cố gắng thay đổi được. Bây giờ chúng ta quyết định thôi. Thích là cứ bấm nha, không cần gì cả. Bắt đầu. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 1 2 3
hết thời gian. Chị không bấm. Chị không bấm. Bấm đi. Ồ, chị đã thay đổi. Cảm ơn chị. Chúc mừng anh chị. Thật ra nè, anh ấy là người rất là tốt á. Mà Linh nghĩ rằng chị có thể thay đổi được. Cố gắng cho anh một khoảng thời gian nào đó để anh thay đổi và hoàn thiện bản lĩnh của đàn ông. Thì nói chung thì em cũng hy vọng là như vậy. Nên thôi em cứ cho nhau một cơ hội. Anh cố gắng lên nha. Được rồi, anh cố gắng. Cơ hội đó khó tìm một người giỏi giang như này lắm đó nha. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt tã, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Phước được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba gửi tặng mỗi bạn một bếp từ IC20F2, mặt kính hơi gần đứt, cao cấp, có khả năng chịu lực 150kg và chịu nhiệt đến 600 độ, điều khiển cảm ứng trực tiếp, mâm nhiệt kép, tăng hiệu quả làm nóng lên gấp đôi. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Sweet Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Đây, quà của anh gửi tặng cho chị. Chị đi đây nè. Và hy vọng ngày hôm nay với sự nỗ lực của hai con người, hai mảnh ghép khác nhau, họ sẽ đồng đều với nhau, trở thành một mảnh ghép vĩnh cửu quý vị nha.